Mình xin giới thiệu lại, ở đây mình sử dụng phần mềm tia Portal V14 SP1 Siemens. Sắp tới thì con em POC sẽ về với mình, thì mình sẽ dạy các bạn trên POC thật. Còn hiện tại thì chúng ta vẫn xài trên POC sim mô phỏng. Các bạn tạo cho mình bài 3 lệnh bắt xung sườn lên xuống set reset SR và RS. Các bạn tạo project mới. Các bạn cấu hình cho mình một con POC Add New Device. Các bạn add thêm thiết bị vào đây ạ. Những các bài giảng của mình rất thích sử dụng con 1212 CDCDCDC, vì đây là cái con hồi sinh viên mình đã từng làm rất là nhiều. Nó cũng được coi là con POC đời đầu của mình học. Các bạn vào main. Chúng ta tiếp tục với lệnh đầu tiên. Mình sẽ giới thiệu với các bạn lệnh bắt xung sườn lên. Chúng ta có thể vào Windows logic lấy hoặc click vào đây lấy nó ra. Ví dụ ở đây mình cho y0.0, dưới mình sẽ cho một biến trung gian bất kỳ mà 100.0 đi, con số 100 rất là đẹp đối với cá nhân mình. Một cuộn Q0.0. Theo như bài trước mình giảng, thì khi các bạn bấm Y0.0, Q0.0 sẽ sáng đúng không ạ? Mình sẽ thử cho các bạn xem. Start Simulate, các bạn có thể bật trực tiếp tại đây hoặc vào online. Start Simulate, Ctrl Shift X. Đấy là một phím tắt. Các bạn load chương trình xuống cho POC sim. Run CPU, start O. Các bạn mở rộng nó ra. Tạo project mới. Mấy mình dạo này cũng khá là lag. Được rồi, chúng ta sẽ đợi POC tự bấm quét và làm lại chương trình.
Quá trình này mất một chút thời gian nên phần mềm này ưu tiên các bạn có tính kiên nhẫn. Mình add new thêm một simtable hoặc các bạn cũng có thể dùng simtable 1, nhưng mình thường mình sẽ add new i0.0 và q0.0. Các bạn bật chế độ giám sát lên. Như bài trước, các bạn có thể thấy khi mình bật i0.0, q0.0 sẽ sáng đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Chúng ta bật i0.0 nhưng q0.0 không hề thấy sáng. Bởi vì lệnh bắt sung sườn lên này nó chỉ trong một vòng, một chu kỳ vòng quét của con VOC nên nó sẽ rất là nhanh. Vậy làm sao để ta có thể bắt được sung sườn lên này một cách chính xác? Và cái sung này chỉ lên một lần trong một chu kỳ quét khi các bạn bật. Khi các bạn lên một lần thì cái chu kỳ quét sẽ được một lần. Để bắt nó, các bạn hãy sử dụng lệnh set cho mình. Lệnh set là gì? Lệnh set khi các bạn tác động set lên một lần thì các bạn muốn tắt nó đi, các bạn ngắt điện hoàn toàn nó không ngắt. Vậy làm sao để ngắt được nó? Các bạn có hai sự lựa chọn. Một là dừng CPU lại, stop CPU. Hai là chúng ta dùng lệnh reset. Ở đây mình sẽ test cho các bạn thấy. Chúng ta loa xuống. PLC sim sẽ tự nhận. Như vừa nãy ta tác động i0.0 thì q0.0 không hề sáng, đúng không ạ? Chúng ta không thể hề nhìn thấy một tí gì hết. Bây giờ ta tác động i0.0, đó, các bạn có thể thấy q0.0 sẽ được set và các bạn ngắt đi, q0.0 vẫn được set. Vậy làm thế nào là tắt q0.0 đi? Thì chúng ta sẽ cần một lệnh, đó là lệnh reset. Các bạn tạo cho mình một i0.1 reset q0.0. Chúng ta nói chương trình xuống. Và các bạn add cho mình thêm một cái i0.1. Đó. Các bạn thấy q0.0 vẫn sáng mặc dù các bạn đã lót lại chương trình. Bây giờ làm sao để nó ngắt? Thì các bạn tác động vào reset. Đó, q0.0 sẽ mất. Các bạn bật sang đây. Tắt. Đó. Đó. Vậy trong trường hợp này mình sẽ giới thiệu các bạn thêm về lệnh bắt sung sườn xuống. Vì sao nó phân biệt ra sườn lên và sườn xuống? Sườn lên là khi các bạn bấm nút cấp điện thì nó sẽ có một sung trong một chu kỳ quét của PLC. Còn đối với sườn xuống thì thay vì các bạn bấm lên, bấm xuống, các bạn tác động cho q0.0 sáng. Bây giờ các bạn nhả nó ra, có nghĩa các bạn ngắt nút bấm lên thì nó sẽ xuất hiện ra một xung để tác động. Quá trình tiếp theo mình sẽ cho các bạn thấy. Ta lấy xung sườn xuống là i0.2, các bạn i0.2 m100.1. Lưu ý cái này với cái này phải khác nhau. Ta tác động vào q0.2, q0.1 đi. q0.1. Đó. Các bạn mát xuống.
Các bạn bật chế độ giám sát lên. Và đợi build scene loát. Ta sẽ cho y0.2 và q0.1. Đó. Và các bạn thử tác động y0.2 cho mình. Bật lên, tắt đi. Bật lên. Tắt đi. Chúng ta cũng không hề có thấy q0.1 sáng đúng không ạ? Vậy làm sao để chúng ta biết nó là sờn lên hay sờn xuống? Thì các bạn hãy làm theo mình. Chúng ta lại sử dụng lệnh set. Và để tắt nó đi, chúng ta cũng sẽ sử dụng một lệnh reset. Chúng ta sẽ để y0.3 reset q0.1. Các bạn nốt chương trình xuống cho mình. Đó, chế độ giám sát đã được bật. PUC sim đã loát xong. Chúng ta thêm một biến y0.3 để reset nó đi. Đây, y0.2 như vừa nãy ta tác động. Bật tắt, bật tắt. Q0.1 không hề sáng đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy. Bật nó lên. Hoàn toàn Q0.1 chưa sáng. Chúng ta bắt đầu tắt nó đi. Q0.1 sẽ sáng đúng không ạ? Ta sẽ reset nó. Ok, xong. Bây giờ mình sẽ đối chiếu với lại xung cạnh sườn lên và xung sườn xuống khác nhau ở chỗ nào. Xung đối với xung sườn lên, các bạn tác động y0.0. Đó, nó sẽ ngay lập tức. Tắt đi, nó vẫn set. Và cho đến khi nào các bạn reset nó đi, nó mới mất. Các bạn có quá trình có bật tắt rất nhiều lần thì Q0.0 vẫn chỉ nhận một xung set lần đầu tiên. Các lần sau các bạn bật thoải mái nó vẫn thế. Reset. Xong. Còn đối với xung sườn xuống, các bạn bật nó không hề sáng. Và khi các bạn tắt đi, đó, khi các bạn tắt đi nó sẽ tạo ra một xung của một chu kỳ quét. Vẫn sáng. Bây giờ chúng ta reset nó đi. Đó. Đó là điểm khác biệt giữa xung sườn lên, xung sườn xuống và lệnh set và lệnh reset. Mình sẽ hướng dẫn thêm các bạn về lệnh SRS là như thế nào. Các bạn hãy làm theo mình. Project này các bạn có thể làm lại. Mình xóa nó đi. Mình sẽ tạo lệnh SR và RS. Cũng như vừa nãy, mình sẽ tạo trạng thái của nó Q0.0. Reset, mình cho Y0.1. Set, mình cho y0.0. Tiếp tục trạng thái của lệnh RS, ta cho q0.1. Set y0.2 và reset y0.3. Sau đó các bạn load chương trình xuống. Đó. Mình sẽ cho các bạn thấy điểm khác biệt giữa SR và RS. Đây. Khi ta tác động y0.0 thì q0.0 sẽ sáng đúng không ạ? Bây giờ ta sẽ tác động y0.0. Đó, khi ta set trạng thái lên và ngắt đi. Về bản thân nó sẽ có một lệnh set và một lệnh reset nên khi ta tác động mặc định q0.0 sẽ lên sáng. Để reset nó, ta tác động một reset tức là y0.1. Đó, nó sẽ mất. Nhưng vì sao mình lại nói ưu tiên reset và ưu tiên set? Đây, các bạn có thể thấy khi ta đồng thời tác động
set và reset. Thì trạng thái của SR hay nói cách khác là Q0.0 sẽ tắt. Còn ngược lại nó, ngược lại với nó, lệnh RS ưu tiên set. Khi ta đầu tiên mình vẫn test như bình thường. Set nó lên. Nó vẫn lên. Nó vẫn lên 1 và ta tạo reset. Nó vẫn sẽ mất. Tắt đi. Và đồng thời tác động cả hai cái thì nó vẫn là trạng thái 1. Đấy. Đó. Đây là điểm khác biệt giữa SR và RS. Các bạn cần lưu ý. Mình sẽ hướng dẫn thêm các bạn về những cái tag. Sao các bạn tạo ra tag, nó lại là tag 1, tag 2, tag 3, tag 4, tag 5 đến tag 9 như mình đã tạo. Các bạn có thể tùy ý thay đổi tên của nó. Thì các bạn vào PLC tag, show a tag hoặc tạo các tag mới. Các bạn có thể thấy nó đang ở tag table ở bảng tag default mặc định. Bây giờ chúng ta sẽ tạo cho y0.0 là nút set. Set Q0.0. Y0.1 à đây là M. Q0.0 là đèn 1. Y0.0 là nút reset đèn 1. Mình sẽ sửa lại Q0.0 là đèn 1. Lưu lại. Đó các bạn xem. Các bạn có thể thấy Y0.0 là nút set đèn 1. Nút reset đèn 1 và đèn 1. Các bạn lưu ý, đây là cách tạo định nghĩa để cho mình dễ quản lý và quan sát. Cũng như các loại cảm biến. Các bạn cảm biến có phôi hoặc nhận phôi gì đó, vân vân. Trung tâm mình cũng có nhận đào tạo offline. Và tất cả các trường hợp các bạn muốn đến trung tâm trải nghiệm, học tập và có những kinh nghiệm thực tế, có sau này cũng có thể cộng tác cùng với trung tâm. Vậy các bạn có thể liên hệ trung tâm bằng video bên dưới, Gmail hoặc website. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn. Video bài giảng bài số 3 của mình đến đây là kết thúc.